Phú Đại Gia ở rễ, chương 5782 đến chương 5786. Sau một tiếng, Bùi Nghi Minh bình yên vô sự đi ra khỏi đồn cảnh sát. Không cần anh vận dụng quan hệ của Dương Trung Quân, Tô Gia bên này đã trực tiếp mời đến mấy đại luật sư nổi danh bên ngoài Vạn Lý Trường Thành đến giải quyết chuyện này. Một phương diện, Bùi Nghi Minh mặc dù động thủ nhưng cũng là hai cái bàn tay mà thôi. Mặc dù tính vũ nhục cực mạnh nhưng tổn thương không lớn, cho nên Tô Nhân Hổ muốn kiện anh cũng không có đầy đủ chứng cứ. Một mặt khác, Tô Nhân Hổ dẫn một đám người chẳng những tự tiện xông vào nhà dân, hơn nữa còn cầm súng trái phép. Tình huống như vậy e rằng cần phải điều tra từ từ, chậm rãi giải quyết. Nếu như giải quyết không được, như vậy bọn hắn rất có thể phải vào trong thiên lao ngồi xổm đếm chân dán tới mấy năm. Bùi Tiểu Hữu, đây vốn là chuyện của Tô Gia chúng ta, nghĩ không ra lại liên lụy tới ngài. Bùi Nghi Minh đi ra khỏi cổng đồn cảnh sát, người Tô Gia đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thật nhanh đi tới. Tô Mục hướng về phía Bùi Nghi Minh nhẹ gật đầu, một mặt phức tạp. Một bên Tô Văn Nhã cũng là nói khẽ: Bùi Nghi Minh, ngài mặc dù lợi hại nhưng là nhị ca này của tôi, là một người không có đạo đức, không có điểm mấu chốt, là người vì mục đích mà không từ bất cứ thủ đoạn nào. Ngài cần gì phải cùng hắn không qua được như vậy à? Ngược lại là Tô Nhân Báo cười nói: Sư muội, em cũng không biết rồi à. Gia Luật Bá Đạo có một đệ tử gọi là cái gì Nguyễn Hào Bắc lần trước đi. Tô Nhân Báo còn chưa nói dứt lời liền bị Bùi Nghi Minh ngắt lời, sau đó ánh mắt anh rơi xuống trên thân Tô Mục. Tô lão, tôi liền nói ngắn gọn chuyện trước đó Tô Nhân Hổ nói, đến cùng là có mấy phần thật, mấy phần giả. Tô Mục hơi chần chừ, sau đó chậm rãi mở miệng. Tô Gia chúng ta xác thực còn giấu 3 viên thiên châu, lại thêm viên lục nhãn thiên châu, bây giờ đã bị đồn cảnh sát tạm giữ. 1 viên trong tay cậu, cùng viên Mạn Đà La thiên châu. Cửu nhãn thiên châu trong truyền thuyết xác thực có 6 viên, cùng Tô Gia chúng ta có liên quan nhất định. 3 viên thiên châu. Bùi Nghi Minh nghe được số lượng này lập tức đều có chút đau đầu. Tô lão, hiện tại chuyện của cửu nhãn thiên châu liên quan tới quá rộng, chuyện này mặc kệ là thật hay giả, mọi người cũng không thể công nhận. Mặt khác, 3 viên thiên châu trong tay kia nên mau chóng buông bỏ đi, vật về nguyên chủ cũng tốt, quyên tặng cho Tam Đại Chùa Địa Tông cũng được. Tóm lại, nhất định phải làm cho mọi người biết 3 viên thiên châu này mặc dù đã từng ở tại trong tay Tô Gia của ông, nhưng là hiện tại lại cùng Tô Gia của ông không có nửa xu quan hệ. Tô Mục hơi sững sờ, sau đó nói nhỏ: Đã hiểu. Nếu như Bùi Tiểu Hữu cậu cần... Bùi Nghi Minh lập tức ngắt lời: Tôi xác thực có suy nghĩ tập hợp đủ bộ cửu nhãn thiên châu, nhưng là hiện tại ông đem thiên châu giao cho tôi lại không có bất kỳ cái ý nghĩa gì. Dạng này chẳng những không có cách nào giải quyết vấn đề, sẽ còn để Tô Gia của ông triệt để lâm vào trong hiểm cảnh. Đúng rồi, ông hãy làm nghi thức quyên tặng, nhất định phải được vạn chúng chú mục, nhất định phải đường đường chính chính, nhất định phải làm cho mọi người biết Tô Gia của ông từ đây cùng cửu nhãn thiên châu không có bất cứ quan hệ nào. Nói đến đây, Bùi Nghi Minh ánh mắt liền rơi vào bầu trời đêm bên ngoài. Bằng không mà nói không chừng tôi đều không gánh nổi Tô Gia của ông. Nghe nói như thế, tôi một hơi sững sờ, cũng nhìn về phía bầu trời đầy sao. Chẳng mấy chốc, ngân hà sáng chói đã bị một tầng mây đen bao phủ, toàn bộ bên ngoài Vạn Lý Trường Thành như mờ mịt. Đây là mây đen ép thành, thành muốn vỡ, gió thổi mưa phun, báo cuồng phong. Tôi một linh hồn đánh run một cái, một lát sau, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, bắt đầu thu xếp mọi chuyện. Chỉ là thời điểm dư quang ánh mắt nhìn xem Bùi Nghi Minh, Tô Mục trong lòng hiện lên vẻ nghi hoặc. Người trẻ tuổi thần bí này thực chính là đối với cửu nhãn thiên châu không có chấp niệm gì hay sao? Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi Tô Nhân Hổ vào đồn cảnh sát, trong một gian điện phụ của Tiểu Phụng Tử, cửa điện giờ phút này bị người đẩy ra, sau đó liền gặp được Tô Ương Kim bước nhanh đến. Phật tử Thích Quân đang tụng niệm Phật Kinh là một động tác. Đợi đến khi hắn niệm kinh kết thúc về sau, hắn mới ngẩng đầu nhìn Tô Ương Kim một chút. Ương Kim, có chuyện gì sao? Tô Ương Kim trên mặt xinh đẹp đều là cổ quái,
Sau đó nàng thở ra một hơi. Phật tử, chúng ta cuối cùng vẫn là muộn một bước. Đêm qua, Tô Nhân Hổ đã xuất ngoại, đột nhiên chạy trở về, uy hiếp Tô Gia, đem đại quyền giao lại cho hắn. Kết quả, hắn bị họ Bùi gài bẫy. Hiện tại người đang ở tại đồn cảnh sát. Ít nhất phải bị tạm giữ 48 giờ. Đại sứ quán Mỹ mới có thể đi đón người. Phật tử Thích Quân hơi sững sờ, sau đó cau mày. Chuyện của Tô Gia, thời điểm nào lại có quan hệ cùng họ Bùi rồi thế? Hắn cho mình là người Mỹ hay sao? Khắp nơi quản những cái phá sự này hay sao chứ? Toàn bộ bên ngoài Vạn Lý Trường Thành đều do hắn quản được hay sao? Phật tử, lần này Bùi Minh kia cũng không phải là cố ý muốn xen vào, mà chỉ là tình cờ gặp dịp. Hiển nhiên, Tô Ương Kim tại Tô Gia vẫn là có nội gián. Cho nên đối với những xung đột phong ba kia, chân tướng rõ rõ ràng ràng. Phiền toái nhất chính là họ Bùi thế mà đem Lâm Ngục dời ra ngoài. Vào tình huống này, người của đồn cảnh sát cũng chỉ có thể làm theo chức trách. Chỉ là tôi có chút không nghĩ ra, họ Bùi tại sao lại muốn tham gia những phiền phức này của Tô Gia. Phật tử Thích Quân nghĩ nghĩ, từ trên giá sách bên cạnh thân rút ra một chồng tư liệu nhét vào trước mặt Tô Ương Kim, thản nhiên nói: đây chính là nguyên nhân à? Tô Ương Kim cầm lên nhìn mấy lần về sau mới biến sắc. Tô Nhân Báo tên khốn kiếp này, thế mà để họ Bùi đi tham gia chuyện tại phân hội Long Môn bên ngoài Vạn Lý Trường Thành. Nguyễn Hạo Bắc là cao đồ gia luật bá đạo, Tô Nhân Hổ hiện tại lại là đệ tử ký danh của gia luật bá đạo. Giờ phút này Tô Nhân Hổ đại biểu chính là lợi ích của gia luật bá đạo. Khó trách Bùi Minh lại ra tay. Sớm biết Tô Nhân Báo tên khốn kiếp này làm việc như thế, tôi liền nên chơi chết hắn. Phật tử Thích Quân thản nhiên nói: mỗi khi gặp chuyện lớn nên có bình tâm tĩnh khí. Chuyện này ta nói cho cô biết, không có 10 lần thì cũng có 8 lần. Nếu như vậy, kích động làm cái gì? Trước tiên hãy tụng tâm kinh 3 lần, sau đó hãy nói về những điều khác. Tô Ân Kim sầm mặt xuống, bất quá vẫn là yên tĩnh trở lại. 10 phút đồng hồ sau, sắc mặt của nàng khôi phục lại bình tĩnh. Tô Nhân Báo đã để Bùi Nguyên Minh vào cuộc, như vậy họ Bùi chắc chắn sẽ không để Tô Gia dễ như trở bàn tay rơi vào trong tay Tô Nhân Hổ. Đã như vậy, cô cần gì phải kích động chứ? Phật tử Thích Quân đi lên phía trước, sờ sờ tóc của Tô Ương Kim, mỉm cười mở miệng nói. Tô Ương Kim hít sâu một hơi, gằn từng chữ một. Vốn dĩ đây là chuyện tốt, nhưng là Bùi Nguyên Minh tên khốn kiếp kia, thế mà giật dây lão già Tô Mục, đem ba viên thiên châu kia của Tô Gia lấy ra, hoặc là hoàn trả nguyên vật, hoặc là trực tiếp quyên tặng. Hiện tại lão già Tô Mục kia đã quyết định muốn đem ba viên thiên châu quang minh chính đại quyên tặng cho tiểu phục tử chúng ta, muốn nghi lễ tái Phật diễn ra thật tốt đẹp. Hắn còn nói đây là bởi vì tôi tìm tu tại tiểu phục tử cho nên mới làm ra quyết định này. Quyên tặng cho chúng ta sao? Phật tử Thích Quân hơi sững sờ, sau đó hít sâu một hơi. Có thú vị. Đây là hòa thủy đông dẫn, cũng là mượn đao giết người à? Tô Nhân Hổ hơn phân nửa là dùng chuyện này để uy hiếp Tô Mục, cho nên Tô Mục rất rõ ràng Tô Gia tuyệt đối không gánh nổi thứ này. Đã không gánh nổi liền đưa ra ngoài là biện pháp tốt nhất. Thế nhưng là ta nghĩ mãi cũng không rõ, tại sao bọn hắn không trực tiếp đem đồ vật đưa cho họ Bùi chứ? Tô Ưng Kim nhẹ giọng thở dài. Tô Mục ngay từ đầu là có ý nghĩ này, nhưng là họ Bùi đã cự tuyệt. Đoán chừng tiểu tử này đầu óc không tốt à? Tu luyện đều là tu ngốc. Trước đó rõ ràng vì Mạn Đà La Thiên Châu cùng Phật tử ngài đối nghịch, hiện tại thế mà không muốn Thiên Châu được đưa tới miệng. Phật tử Thích Quân thản nhiên nói: cô ạ, đem mọi chuyện nghĩ quá đơn giản rồi đó. Chắc hẳn họ Bùi vô cùng rõ ràng, ba viên thiên châu này rơi xuống trong tay hắn thì hắn chính là mục tiêu của mọi lời chỉ trích. Dù sao hiện tại mọi người đều biết trong tay hắn có một viên Mạn Đà La thiên châu. Nếu như hắn lại có thêm được ba viên thiên châu khác, Cửu Nhãn thiên châu đã có gần nửa ở trong tay hắn. Như vậy trong dòng bão sau đó, hắn tuyệt đối chính là người được quan tâm nhất. Đại loạn sắp nổi, tại dưới đại bối cảnh như thế này,
việc trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng chắc chắn không phải là một lựa chọn sáng suốt. Tô Ưng Kim hơi sững sờ, sau đó lạnh giọng nói, khốn kiếp. Tôi còn tưởng rằng tên ngốc này, hữu dũng vô mưu, là đầu óc xấu, xem ra là tôi đã xem thường hắn. Cô không phải là xem thường hắn, mà là liên tiếp ăn phải cái lỗ vốn trong tay hắn. Cô không có cách nào tiếp nhận sự thật, hắn hữu dũng hữu mưu. Phật tử Thích Quân đứng dậy, tiện tay cầm lấy một chuỗi hạt ngọc cực âm dương, được tạc từ ngà voi ma mút, chậm rãi lần hạt. Ta hiện tại cơ bản đã xác định thân phận của Bùi Nguyên Minh mà chúng ta biết từ trước đến nay 99% là giả. Còn như hắn đến cùng là người thế nào còn đang đợi điều tra. Nhưng có thể làm ra thân phận giả mà như thật như vậy, cho thấy phía sau hắn có một thế lực kinh người không thể tưởng tượng nổi. Lực lượng như vậy nói không chừng có thể đánh đồng cùng ngũ đại môn phiệt, thập đại gia tộc cao cấp, các thánh địa võ học lớn, bốn cây trụ lớn của đại hạ. Dạng người này tuyệt đối khó đối phó. Mà cô xem hắn làm việc tại bên ngoài vạn lý trường thành, có lúc cường thế nghiền ép đối thủ, có lúc dựa thế đè người, còn có lúc trực tiếp lợi dụng quy tắc của quan phủ. Dạng người này làm việc tùy tình huống như thế, nói rõ trong mắt hắn, những người bên ngoài vạn lý trường thành này hắn tựa hồ cũng không quá để vào trong mắt. Thậm chí bao gồm cả ta, hắn đều không quá mức để ý. Rất có thể hắn cho rằng coi như đem ba viên thiên châu kia của Tô gia đưa đến trong tay chúng ta, cuối cùng chúng ta cũng không giữ được. Tự tin như vậy, tác phong như thế, khiến ta thực sự hiếu kỳ hắn đến cùng là ai. Nghe được đánh giá của Phật tử Thích Quân đối với Bùi Nguyên Minh cao như vậy, Tô Ưng Kim hơi sững sờ, trong con người đều là như nghĩ tới cái gì. Cho nên ăn phải cái lỗ vốn trong tay hắn, không cần phẫn nộ, cũng không cần tự coi thường mình. Tỉnh táo lại, đối với cô đều có chỗ tốt. Cô xem, ta đều quỳ xuống trước mặt hắn, hiện tại không phải là vẫn đang đứng ở chỗ này hay sao? Phật tử Thích Quân nhàn nhạt mở miệng, dường như trước đó quỳ xuống đối với Bùi Nguyên Minh tại Linh Tháp cũng là chuyện tầm thường. Tô Ưng Kim hơi sững sờ, sau đó nói khẽ, Phật tử ngài thật đúng là biết tiến thối. Không phải là biết tiến thối, mà là từ vừa mới bắt đầu tiếp xúc, ta liền cảm giác được gia hỏa này khó đối phó. Phật tử Thích Quân thở dài một hơi, khúm núm ở trước mặt hắn còn cố ý để người Tiêu gia ra tay. Ta chính là muốn để hắn cảm thấy ta xúc động, dễ giận. Như vậy, nói không chừng chúng ta có thể lợi dụng hắn để đối phó với tình huống tiếp theo. Chỉ là không nghĩ tới, quân cờ lại biến thành kỳ thủ, con mồi lại biến thành thợ săn. Phiền phức à. Nghe được Phật tử Thích Quân chậm rãi giải thích, Tô Ưng Kim linh hồn đánh run một cái. Nàng bỗng nhiên ý thức được, tại trong lòng những người bề trên này, mỗi tiếng nói, mỗi cử động đều có ý nghĩa sâu xa. Nàng trước đó còn cảm thấy Phật tử Thích Quân quá mức xúc động. Hiện tại xem ra, Phật tử Thích Quân cố ý hành động là đang kiến tạo một loạt hồng đạt động tác giả. Chỉ tiếc họ Bùi cũng không hề đơn giản. Đã như vậy, chúng ta sau đó phải làm việc như thế nào đây? Tô Ưng Kim vẻ mặt nghiêm túc. Thật chẳng lẽ trơ mắt nhìn Tô gia đem ba viên thiên châu kia đưa đến tiểu phụng tử chúng ta hay sao? Chuyện này tương đương thế nhưng là đem một viên đạn hạt nhân đưa tới à? Chuyện này Tô Ưng Kim cảm thấy đau đầu vô cùng. Nếu như là trước đó, nàng tự nhiên là nguyện ý. Dù sao, mục đích nàng muốn cầm xuống Tô gia cũng là vì muốn lấy được ba viên thiên châu này. Nhưng là thế cục lúc này không giống như ngày xưa. Tại dưới tiền đề Tô Nhân Hổ đại biểu cho một phương nước Mỹ khí thế hùng hăng, thì ba viên thiên châu này tuyệt đối không phải là cái đồ tốt gì. Thậm chí các phương đang giáng lâm tại bên ngoài vạn lý trường thành, điều kiện tiên quyết đều là hướng về phía cửu nhãn thiên châu mà tới. Ai lấy được một nửa số lượng thiên châu trước thì người đó là trên đường đến chỗ chết. Bằng không, tôi đại biểu cho tiểu phụng tử đi cự tuyệt ra. Tô Ưng Kim chần chừ một chút rồi mới mở miệng. Phật tử Thích Quân lắc đầu, đi đến bên ngoài cửa sổ đẩy ra, nhìn xem ánh nắng chiếu xuống sau lưng Phật tượng, thản nhiên nói, vì sao lại muốn cự tuyệt chứ? Tiểu phụng tử chúng ta là một trong tam đại chùa Phật môn Địa Tông,
luôn luôn đều là địa tông chính thống. Thiên châu mà tổ sư địa tông tự tay chế tác, muốn đưa về Tiểu Phụng Tự chúng ta, còn muốn tham gia nghi thức tái Phật sắp tới. Tiểu Phụng Tự chúng ta có cái lý do gì mà cự tuyệt? Dùng cái lý do gì để cự tuyệt ta? Một khi cự tuyệt, mặt mũi Tiểu Phụng Tự chúng ta để ở đâu? Thân phận còn đâu nữa? Thế nhưng là Tô Yên Kim thấp giọng mở miệng, nếu như ba viên thiên châu này đến Tiểu Phụng Tự, thế cục sắp tới... Phật Tử Thích Quân suy tư một lát, chuyện này chúng ta không thể cự tuyệt, nhưng lại không thể để cho sự tình thực sự phát sinh. Dù sao bên trong thế cục ở sau đó, tọa sơn xem hổ đấu, tuyệt đối so với trực tiếp ra tay hữu ích hơn rất nhiều. Như vậy đi, cô đi giúp Tô Gia chọn một ngày hoàng đạo, nói cho bọn hắn muốn đem Thiên Châu đưa đến Tiểu Phụng Tự, chỉ có thể dựa theo thời gian này đưa tới. Điểm này chắc chắn sẽ không ai nói chúng ta cái gì. Tô Ưng Kim hơi sững sờ. Đúng vậy. Vậy thì trước đó, vì để tránh cho Tam Đại Thiên Châu sẽ thất lạc, Tiểu Phụng Tự chúng ta lại phái 10 vị bên trong thập bát đồng nhân tiến về Tô Gia. Mục đích đúng là vì bảo hộ an toàn cho Thiên Châu. Phật Tử Thích Quân tiếp tục mở miệng. Tô Ưng Kim thân sắc đại biến. Phật Tử, nếu là như vậy, đây là những gì chúng ta phải làm với tư cách là người thừa kế Phật môn Địa Tông. Phật Tử Thích Quân mỉm cười. Thế nhưng là dựa theo pháp tắc để tỏ lòng cảm tạ đối với Tô Gia, bên dưới Tiểu Phụng Tự chúng ta, tại ngày hoàng đạo Thiên Châu đưa tới kia, tất cả mọi người Tiểu Phụng Tự chúng ta đều phải tụng kinh tại Bồ Đề Đường, cũng liền mang ý nghĩa ngay đó Tô Gia chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình đem ba viên Thiên Châu đưa đến Tiểu Phụng Tự chúng ta. Nghe được Phật Tử Thích Quân, Tô Ưng Kim hai mắt tỏa sáng. Mặt khác, tìm người đi nói cho Tô Ninh Hổ một chút. Dù sao, hắn cũng là người của Tô Gia. Mặt khác, cũng nên cảnh cáo hắn, tuyệt đối đừng đối đầu cùng Tiểu Phụng Tự chúng ta. Dưới sự bảo hộ của Tiểu Phụng Tự chúng ta, ai xuống tay đối với Thiên Châu, liền phải không chết không thôi. Tuy nhiên, vì Thiên Châu biến mất mà không có sự bảo vệ của Tiểu Phụng Tự, chúng ta cũng không có quyền truy tìm tung tích của Thiên Châu. 1 giờ trưa, cơm trưa vừa mới kết thúc. Tại biệt thự Thiên Thê Sơn, Bộ Nguyên Minh vừa mới pha xong trà Tây Hồ Long Tỉnh Thượng Hạng. Lấy tình thế bây giờ mà nói, tiếp tục ở lại biệt thự của Gia Luật Tề cung cấp cũng không phải là cái chuyện tốt gì. Cho nên, Bộ Nguyên Minh vào ở trong ngôi biệt thự mà Tô Gia đưa tặng này. Tinh tinh... Tại thời điểm Bùi Nguyên Minh chuẩn bị uống xong trà đi ngủ, ở cửa tiếng chuông vang lên dồn dập. Anh tại bên trong video giám sát nhìn thoáng qua về sau, liền dùng di động mở khóa cửa. Một lát sau, liền thấy được Tô Văn Nhã và Tô Nhân Báo, hai người bước nhanh đi đến. Bùi Thiếu, đã xảy ra chuyện không hay. Tô Nhân Báo thần sắc hốt hoảng, mở miệng, giống như người bị đem đầu vặn xuống. Bùi Nguyên Minh liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, Tiểu Phụng Tự đáp ứng yêu cầu của Tô Gia rồi sao? Nguyện ý đem ba viên Thiên Châu kia đón về rồi sao? Hơn nữa, còn phái cao thủ đến Tô Gia các ngươi che chở chu toàn những viên Thiên Châu rồi hay sao? Bất quá, bọn hắn nói, để tỏ lòng tôn trọng đối với chuyện này, cho nên muốn định một ngày hoàng đạo mà lại đem Thiên Châu mời về đúng ngày đó, mà mọi người trong Tiểu Phụng Tự phải làm một số việc chuẩn bị, đúng không? Tô Nhân Báo nghẹn họng nhìn trân trối, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho tốt. Tô Văn Nhã cũng là một mặt kinh ngạc. Bùi Nguyên Minh, chẳng lẽ Gia Gia đã sớm điện thoại báo cho ngài rồi sao? Không có. Bùi Nguyên Minh mỉm cười, tôi đoán được thôi. Tiểu Phụng Tự thế nhưng là một trong Tam Đại Chùa Phật Môn Địa Tông. Tô Gia các người muốn đem ba viên Thiên Châu do Tổ sư Địa Tông tự tay chế tác đưa trở về Phật Môn, bọn hắn còn dám không muốn tiếp nhận hay sao? Về sau còn muốn ở Địa Tông đi lại nữa hay không? Chẳng những phải muốn đưa về mà còn phải cố gắng hết sức, sợ rằng chúng ta hiện tại là đưa một củ khoai lang nóng bỏng tay trở về, bọn hắn mặt ngoài cũng phải mang ơn, nhưng trên thực tế bọn hắn khẳng định sẽ đem chuyện này nói cho ngoại giới biết. Đơn giản mà nói, hiện tại Thiên Châu tuyệt đối an toàn, bởi vì cao thủ đến từ Tiểu Phụng Tự khẳng định sẽ dùng sinh mạng
để bảo vệ ba viên thiên châu kia. Thế nhưng là đến ngày hoàng đạo liền khó nói. Bùi Minh cười cười nhìn sang phương hướng Tiểu Phụng Tử. Phật tử Thích Quân chọn là ngày nào thế? Tô Văn Nhã cùng Tô Nhân Báo hai mặt nhìn nhau, sau đó mới trầm giọng nói: sáng ngày mốt, 10 giờ đúng. Tuyệt vời! Bùi Minh vỗ tay. Tô Nhân Hổ vừa vặn ra sớm tới một ngày, cho hắn thời gian 12 tiếng, hắn có thể làm được rất nhiều chuyện, nhưng là cũng không có cách nào làm quá nhiều chuyện. Phật tử Thích Quân này của chúng ta đã muốn đảm bảo Tô Nhân Hổ cùng những người đứng phía sau hắn ra tay, nhưng lại muốn bảo đảm bọn hắn chuẩn bị không đủ. Chuyện này ngược lại là nói rõ, vì thật Phật tử Thích Quân này của chúng ta đối với ba viên thiên châu này nhất định phải được à. Tô Nhân Báo cau mày: Bùi thiếu, tôi không hiểu, thiên châu này chúng ta vốn là muốn đưa đi, hắn ta còn muốn cái gì nữa chứ? Bùi Minh uống vào một ly trà, thản nhiên nói: thiên châu quang minh chính đại đưa vào Tiểu Phụng Tự, vì Phật tử Thích Quân này của chúng ta nửa điểm hứng thú cũng không có. Thế nhưng là nếu như ba viên thiên châu ở nửa đường mất tích, vậy cuối cùng rơi vào trong tay ai, ai mà biết được chứ? Cái này kêu là ám độ trần thương à. Lần này trên đoạn đường đi thiên châu nhất định là sát cơ từ phía. Tô Nhân Báo cùng Tô Văn Nhã hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên cũng ý thức được muốn đem thiên châu bình an đưa đến bên Tiểu Phụng Tự độ khó cực lớn. Hồi lâu sau, Tô Văn Nhã mới nói khẽ: Bùi thiếu, vậy chúng ta nên sắp xếp như thế nào đây? Hết.